Và con số record bắt đầu á, càng ngày theo cái thống kê á, thì người ta phỏng đoán là trên 62% đến 67% là yes record, 62 đến 67% đó nhá. Kể cả cái cử tri của đảng Dân Chủ luôn quý vị. Kể cả đảng Dân Chủ luôn cũng record này nó. Tại vì nó thấy rất là bể bàng. Ông bắt mọi người quarantine là cách ly đồ này nọ ở nhà hết. Trong khi đó và phải đeo mask, trong khi đó ông có một cái nông trại và có cái tiệm rượu rất là lớn, cái bar rượu, thì ông làm body ở đó ăn chơi, mở mask ra ăn chơi. Quý vị thấy nó bệ bàng không? Thấy vô lý không? Cũng giống như cái tên lọ nồi Obama, quý vị thấy không? Cả nước đó, ai cũng bắt đó, nhất là đảng Dân Chủ bắt tiêm thuốc và bịt bịt cái mask, cái khẩu trang. Nhưng mà Obama ở trong cái phòng tư nhân, cái nhà tư nhân của ông khoảng 700 người, birthday của ảnh nhảy đầm, ôm nhau nhảy đầm thác loạn trong đó, không có đeo mask, không có cách ly rồi quý vị thấy, rồi không có báo chí nào lên án, không có. Cho nên chúng ta phải có những cái nhận xét tinh tế và công bằng, và chúng ta cảm thấy một lần nữa quý vị, nếu mà Gavin Newsom không phải là người thống đốc tốt của quý vị thì yes record, đơn giản vậy thôi. Chỉ cần 50.5% out ra khỏi cái capital của Sacramento, và người kế tiếp lên là ai? Bất cứ người nào đến nỗi họ nói như thế này, bất cứ người nào lên cũng tốt hơn Gavin Newsom hiện tại. Không biết tại sao. Đó là thống kê nhé. 62 đến 67% người ta sẽ bầu yes record đó. Còn người Việt Nam của chúng ta ai bầu no thì chuyện đó của mấy quý vị. Còn đồng hương đa số, đại đa số, không phải đại đa, không phải đa số, đại đa số bầu yes, thì đó là tùy quý vị nhận xét. Nhưng mà người này bỏ phiếu no, người kia bỏ phiếu yes, đó là quyền tự do, không có quyền xỉ vả nhau, không có quyền mà áp đặt nhau nhé. Vâng, và đây là những người lính ở tại Afghanistan. Quý vị thấy những người lính oai hùng như vậy, những người lính rất là tài giỏi như vậy để chết oan một cách rất là... Và quý vị cũng có thể chia sẻ điều này, có chia sẻ thêm nhé, là quý vị nhớ năm 2020 không? Cái ông George Floyd là cái tên tội phạm bị ở tù 5-6 lần nữa nha. Bị ở tù 5-6 lần là một cái tên tội phạm. Mà khi hắn chết á, thì ai? Pelosi, Joe Biden và cả cái đảng Dân Chủ quỳ xuống như cha chết. Cha chết nó còn chưa quỳ như vậy mà. Bảo đảm quý vị đó, những người đó cha chết nó không có quỳ, mẹ chết nó không có quỳ. Mà một thằng tội phạm chết nó quỳ. Pelosi quỳ. Tổng thống buồn nhìn Biden quỳ. Kể cả Kamala Harris quỳ. Và nói chung là đảng Dân Chủ quỳ, quỳ một tên tội phạm. Tên tội phạm đó đã bị từng bắt tù tội đến 6 lần luôn. Và hiện tại cái lúc mà hắn chết là hắn dùng tiền giả nữa, chuẩn bị ở tù tiếp nữa. Quý vị thấy, và một bầy như bầy chó nó quỳ xuống tên tội phạm đó, trong khi 13 người lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chúng ta gìn giữ hòa bình, chết vì hòa bình, chết vì quê hương dân tộc, thì nó không quỳ. Ngày đưa quan tài về lại Mỹ á, thì cái tên tông đau buồn nhìn coi đồng hồ, sao lâu quá vậy, sao lâu quá vậy, nó coi đồng hồ như vậy, nó coi những cái người không có thằng thằng nào con nào của người của đảng Dân Chủ quỳ xuống, không có, không có, mà nó quỳ một thằng tội phạm. Quý vị thấy nó ghê tởm như vậy không? Bởi vậy có một số người tướng không chấp nhận và họ đã từ chức. Vâng, đó là tin. Tin của Afghanistan và Chris chia sẻ chỉ còn lại mấy phút thôi. Chris muốn chia sẻ lại là về còn được 7 phút chia sẻ về hữu ích dân sinh nhé. Là có nhiều người vẫn gọi cho Chris là
tiền xấu trong chưa có, tiền 1.400 stimulus chưa có, stimulus của liên bang chưa có, và stimulus của Golden State tiểu bang cũng chưa có. Giờ Chris chia sẻ lại lần cuối nha, tại vì cái này Chris cũng chia sẻ rất là nhiều lần rồi, thông báo nhiều lần rồi. Quý vị nào mà chưa có 1.400, chưa có 1.400 thì từ đây đến cuối năm nếu mà không có nữa đó, tại vì nó chưa hết hạn, có thể là nó bị trục trặc gì, nó quý vị chưa có 1.400 của stimulus liên bang đó, thì sau tháng 12 hãy liên lạc cho Chris với số phone 714-624-0606, 714-624-0606. Lúc đó Chris nghĩ nó đã đưa ra, nó đã có những cái tờ đơn khiếu nại thì chúng ta sẽ khiếu nại nhé. Bây giờ thì thua, chưa có cái tờ đơn khiếu nại, có nghĩa là cái chương trình này nó vẫn còn đó, có quý vị có thể xui nó chưa có gửi tới, chứ không phải là không gửi tới, chưa gửi tới nhé. Còn Golden State Stimulus đó, là nó có hai chương trình, một chương trình là cho những người đi làm gọi là earn income từ dưới lúc trước đó, từ tháng 4 cho tới tháng 7 đó, thì nó nói nó với cái luật là những người làm dưới 30 ngàn thì được cái tiền đó, được 600 đó, mà trên 30 ngàn không được tiền 600 đó. Và bây giờ sau tháng 7 thì nó có thêm, nó update nữa đó, là những người nào mà làm dưới 75 ngàn thì có tiền 600 đó. Tiểu bang state nó sẽ gửi gì cho mình, tiểu bang sẽ tự động adjust và gửi cho quý vị, chứ quý vị không có cần làm gì hết. Nếu mà từ đây đến năm đến tháng 12 mà quý vị chưa nhận được cái 600 đó, trong cái điều kiện là quý vị được đó nhé, thì quý vị hãy gọi cho Chris, mình sẽ làm khai thuế cho năm tới nữa, năm tới tháng 1 khai thuế, thì Chris sẽ add cái claim cái tiền 600 đó về cho quý vị không có mất tiền đó nhé, nếu quý vị nằm trong điều kiện làm dưới 6 dưới 75 ngàn nhé. Ok, và còn một chương trình cũng 600 nữa, chương trình 600 đây nữa đó cũng là Golden State Stimulus đó, là nó cho những người làm, xin lỗi, cho những người đang đang sống trong chương trình trợ cấp gọi là SSI nhé. SSI là những người khuyết tật, những người lãnh welfare rồi đó, thì họ được 600 đó. Còn những người mà SSA á, là tiền hưu đó, quý vị nào mà có tiền hưu thì quý vị tuyệt đối không được. Even tiền hưu của quý vị lãnh có 100 đồng một tháng, quý vị cũng không được. Ai mà lãnh trong system tiền hưu thì không được. Quý vị nhớ như vậy nhé. Chỉ có SSI thôi. SSI là những người đang sống trợ cấp welfare, những người đang sống trợ cấp bị khuyết tật thì mới được 600 đó nhé. Đó là những gì Chris muốn chia sẻ với quý vị. Chứ quý vị còn những người nào mà trong cái điều kiện mà vẫn chưa có thì từ từ nó sẽ gửi về cho chúng ta, chứ cũng chưa hết hạn. Cái chương trình 600 của Stimulus Golden State vẫn chưa hết hạn nhé. Cho nên đó là những gì mà Chris muốn chia sẻ cho quý vị. Và nếu mà quý vị có những cái thắc mắc gì về Hữu Ích Dân Sinh thì cứ gọi cho Chris với số phone 714-624-0606, 714-624-0606. Và còn thêm một cái nữa, đó là tiền EDD. EDD có nghĩa là tiền gì quý vị? Là tiền thất nghiệp. Ngày 11 tháng 7 là ngày đầu tiên mà cái tiền thất nghiệp nó bắt đầu nó làm khó chúng ta, là nó bắt quý vị sau cái ngày 11 tháng 7 đó là quý vị phải đi kiểm việc làm một tháng 4 lần, 4 đến 5 lần. Quý vị đi kiếm bất cứ cái nhà, bất cứ cái công việc nào mà cái công ty đó nó sẵn sàng, nó verify cho quý vị là quý vị đã tới đó đi kiếm việc. Và ngày 4 tháng 9 vừa rồi là ngày bắt đầu nó shutdown cái chương trình thất nghiệp. Ngày 4 tháng 9 vừa rồi là shutdown. Quý vị nào mà ở trong cái chương trình thất nghiệp đó, quý vị có thể tự apply lại. Mình apply lên sở xã hội, lúc đó là lên sở xã hội mình apply lại.
hoặc là ở trên nếu mà nó mở ra cái chương trình apply ở trên online đó, thì quý vị apply, nếu quý vị nào không biết apply thì gọi cho Chris, Chris sẽ có cái team sẽ giúp cho quý vị nhé, là 714-624-0606, 714-624-0606. Nếu quý vị có thắc mắc gì về những chương trình hưởng dân sinh, về tiền thất nghiệp, về tiền stimulus, về tiền thuế, vâng, và bên cạnh chúng tôi là những người làm thuế rất là expert, có một cái team lo về thuế, cho nên quý vị nào mà có những thắc mắc về cái hồ sơ thuế của mình thì hãy gọi cho Chris từ đây cho tới năm 2022. Quý vị nào cần khai thuế, kể cả những cái business và kể cả gia đình hoặc là single, quý vị hãy gọi cho Chris. Cái team của Chris nó gọi là Thai, TAIS, Certified Tax. Chúng tôi có bằng đàng hoàng, chúng tôi có trách nhiệm với sở IRS, IRS đàng hoàng để cho lo hồ sơ cho quý vị nhé. Thắc mắc, tất cả những thắc mắc gì về hồ sơ thuế thì hãy gọi cho Chris với số phone 714-624-0606. Vâng, cuối chương trình thì Chris sẵn mượn cái lời sống này chúc cho hai cháu Quốc Phụng và Quốc Anh đám cưới và trăm năm hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc. Và chúng ta đã hết giờ, 1 giờ qua rất là nhanh. Chúc cho quý vị có một ngày bình yên, hạnh phúc và một weekend thật là an toàn, vui khỏe và may mắn vây quanh bên gia đình. Vâng, happy weekend, và một lần nữa với số phone 714-624-0606, 714-624-0606. Cảm ơn quý vị.